Hai các bạn, chào các bạn ở dưới Trung Nguyên TV. Đây, hôm nay mình lên 2463 các bạn nhé. Đấy, cũng lâu lâu ghê rồi mình mới lên. Đấy, lý do đợt đấy lên ít thì các bạn cũng đã xem cái video mình chia sẻ rồi đấy. Tức là mùa này mình là cái mùa mà năm nào cũng thế. Đấy, nó cá nó sẽ là mùa bệnh của cá, là giao mùa giữa nóng với lạnh. Nên một ngày nhiệt độ nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Đêm ngày thì các bạn vẫn mặc áo ba lỗ đi ngoài đường, có khi là vẫn là mặc áo chống nắng nắng. Đấy, đến đêm thì vẫn lại quấn chăn bông. Đấy. Thì ở dưới ao ấy, cá thì có thể vẫn khỏe, bởi vì nước nó ao hồ sâu, nước nó giữ được nhiệt độ. Chứ còn ở trên này các bạn, nước này nó 20-30 phân này. Đấy, cái nhiệt độ thay đổi nó một ngày thay đổi nó rất là nhiều. Là cá khi lên đây nó sẽ yếu. Nên là mình dưỡng ít một thôi, không dám lên nhiều. Đấy, bao giờ cứ để nó bể nó hết sạch đi thì bắt đầu mới lên. Đấy, thì hôm nay trống hai bể, bể này với bể ngoài kia. Hai bể, mỗi bể chỉ 3 bao thôi. Trước thì táng 4 bao, bây giờ thì 3 bao một bể. Đấy. Thì lý do thứ hai nữa, mùa này cũng mưa nhiều. Đấy, nước mưa cũng là nguyên nhân chính để dẫn đến mùa bệnh của cá các bạn nhé. Đấy, làm thay đổi chất lượng nước này, độ pH thì nó bị giảm. Đấy, nhiệt độ cũng giảm theo, nó rất nhiều cái ảnh hưởng. Và bao nhiêu mấm mốc mầm bệnh thì trên bờ nước nó trôi xuống dưới ao nước rất là nhiều. Đấy. Thì mùa này thì không phải là riêng ở shop mình, không phải ở trại mình, mà rất nhiều các cửa hàng khác và cũng rất nhiều các cửa ao khác, trại khác thì cũng dính thôi. Đấy, nó tình trạng chung rồi. Đến mùa này ai sợ. Đấy, nói thẳng đấy, về các bạn nào mà đã chơi cá mà lên face, viết lên hội nhóm, biết các bạn sẽ thấy là rất nhiều người kêu về cái mùa này. Đấy. Thì hôm nay thì mình đã bổ sung thêm. Cái cá thì hầu như các bể, bể nào cũng vẫn còn đấy các bạn nhé. Đấy. Bể kia vẫn còn. Không, tất cả đều để. Cái cá thì các bạn, mặc dù mình lên với tần suất ít đi, nhưng mà cá lúc nào duy trì trong bể cũng phải có. Đấy, chứ không phải là hết cá, nên là các bạn đến cứ thoải mái lựa chọn nhé. Đấy, bể nào trống đi thì mình mới bắt đầu mình lên thôi. Đấy, vừa cho một bao ra rồi, hôm nay tận 6 bao cơ. Cá thì đấy, các bạn có thể nhìn qua chậu đầu tiên đấy cũng rất là nhiều màu đấy các bạn. Rồi, đây, có cả vảy rồng nước luôn kìa, đẹp long lanh luôn. Em nằm cái tay chặt vào thì nó mới không bị ra khí. Đây, con vảy rồng đẹp thế nhỉ. Đấy, chuẩn bị cho cá ra rồi mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem lần lượt luôn. Làm chưa quen, lần đầu đúng không? Cái gì lần đầu nó cũng bơ ngỡ đúng không? Lần đầu làm chuyện đấy. Lần đầu bóc tem một bao đúng không? Đến bao sau khác ngay. Rồi, ok, mình sẽ quay chi tiết dần cho các bạn xem nhé. Bởi vì 6 bao thì quay đợi nó sẽ hơi lâu, quay luôn cho nhanh. Lô này thì bướm đây. Đặc biệt là có cả bướm Kohaku các bạn này, ảnh kim nữa cơ. Đấy, đuôi dài. Đấy. Đây, vừa nãy ngắm với em vảy rồng đây. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Đây, tiếp này. Vảy rất là to các bạn. Ấy là mùa này lạnh lắm, cá quẫy này chết. Ê, bướm tiếp này. Đây là còn có một chấm đen giữa đầu này. Đỏ đen luôn. Đấy, như cái bát quái luôn các bạn. Âm dương luôn. Chỉ đúng một chấm ở trên đầu rất là độc luôn nhá. Đấy, nó mà to nữa thì rất là hay. Đấy, cũng là bướm vảy rồng các bạn. Đấy, Kohaku.
rất là độc luôn. Dùng tay để nắm cái đầu này nhất lên đây. Size như này toàn size khoảng 25, 30, 35 đấy các bạn. Em đấy, Kohaku vảy rồng. Đây, em này đẹp quá này, vảy rồng em này đẹp. Ôi em này giống một cái em lần trước. Có hai bên này vảy rất là đều rồi. Sau này thì không vảy này. Vàng, đầu sạch luôn. Quá chất lượng luôn. Bướm. Vừa nãy như thấy một em ba màu bướm hay sao. Đây, màu bạc đấy các bạn. Bạc đến kim luôn. Wow. Đây. Không biết gọi em này là em gì luôn các bạn. Đầu chữ này chữ gì? Quá chất luôn. Đấy. Đầu cực kỳ ngầu luôn. Ai biết chữ nho biết chữ này chữ gì? Quá kinh luôn. Đây. Bướm trắng tinh nhé các bạn nhé. Thôi đang phân tích vẻ đẹp. Trắng tinh ánh kim lại còn vảy rồng to đấy, hội tụ lại bướm, nhưng mà đặc biệt cái đầu các bạn cắt nửa vòng trăng luôn, đầu bao chửng luôn đấy, quá trắng luôn, trắng như ngọc trinh luôn, độc phết, đầu bao chửng. Lô này là làm bướm cô cu lắm các bạn, đẹp đậm luôn. Ơi màu này gọi là màu của trao voi vàng đấy các bạn này. Đấy, màu xanh nhá. Chứ không phải màu vàng các bạn, nhìn hai cái màu khác nhau rồi. Đấy, màu vàng này. Đây, màu vàng đây, khác nhau hoàn toàn luôn này. Đấy. Cái hàng mà mình mà có những hai màu như này rất là độc luôn các bạn. Rất hiếm, rất là ít chứ không có nhiều đâu. Những màu như này. Màu rất là đẹp. Rất là tươi mát luôn, mình rất thích cái kiểu màu cá này. Đấy. Vàng ươm. Đây. Đấy, thêm em Tancho. Em Tancho này như số 8 luôn này. Vàng ánh kim. Qua gu môi đỏ. Úi trời cái môi. Rất là điệu luôn. Ánh kim. À đây đây, bướm ánh kim đây. Wow, xô hoa bướm nhá. Em xô hoa chuẩn luôn. Bướm nhá. Đấy. Hai màu bướm hiếm rồi, ba màu bướm càng hiếm hơn mà đây có luôn các bạn, rất đẹp luôn chứ không phải đấy. Nào, xem còn em nào độc độc nữa nào. Chủ yếu là tìm những em độc và lạ để cho các bạn cùng xem. Đấy, còn về cá thì em nào cũng đẹp rồi, cá em nào xấu cả. Đấy, khi nuôi cá to lên chỉ nhặt những em đẹp để nuôi thôi, không nuôi em xấu làm gì cho tốn cám cả. Đấy, nhưng mà trong những em đẹp thì nó có những em độc. Đây, AK Matsuba bướm này các bạn, chuẩn AK Matsuba luôn. Kohaku màu đậm. Quá đẹp luôn, Kohaku. Đấy, nhưng mà em này đấy. Rất nhiều em kịch độc cái đầu này. Tiếp chậu tiếp theo. Ui. Trắng, cái rất da của nó rất là trắng đấy các bạn. Đây, bướm này. Bướm Kohaku rồi. Ô lô này nhiều bướm phết đấy. Vảy rồng. Kohaku đỏ. Tancho. Mỗi em Tancho da thì được hơi ngăm ngăm một tí. Nhưng mà được cái đầu nó lại rất là cân. Đấy, đầu rất là cân. Đây.
quá đẹp luôn. Mùa này nhẹ nhàng thôi, gãy là buốt lắm, rất lạnh. Đây, đây lại một em thứ hai này. Body múp míp luôn. Đây đấy, em bên này đâu rồi, em bên này chạy đâu mất tiêu, được một cặp rồi. Đấy, cái màu này, lô này được một cặp đấy các bạn. Đấy, bướm này bơi đẹp chưa các bạn, đuôi rất là dài luôn nhé. Bọn bé bé, có bọn bé bằng nhau tới đấy, bé cho bé trong này này, phân loại ra. Đấy, đầu hình chữ nhật, cũng gọi là tancho. Ôi đừng. Ấy xời, đầu rất là đẹp. Đây, wow 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 wow, tancho sanke. Đây là sô hoa đây, giữa đầu luôn, rất là cân. Ôi, em cua cu này đẹp này. Đấy, uốn lượn đẹp chưa, quá đẹp luôn. Ôi, một em cua cu rồi đấy, cho một cái chậu riêng ở đây. Ôi, một em em này cái màu ở đầu lên nữa là xô hoa đấy các bạn, nhưng mà các bạn nhìn thấy đẹp không, tự nhiên uốn tròn ở trên đầu luôn, rất là chất lượng luôn. Độc đấy, độc ở chỗ đấy, cái hoa văn ở trên cơ thể nó rất là độc, đỏ đậm. Đi tìm những cái độc thôi đấy. Vảy rồng đẹp chưa, nhưng em cua cù này đẹp quá nổi bật luôn, đỏ đậm không lem luốc gì luôn, body căng múp luôn. Ai, em này to. Ôi đừng, trời ơi, ướt hết cả quần đó. Lạnh, đẹp quá đẹp luôn. Đây, rất nhiều hàng độc luôn các bạn. Đây, vảy rồng. Em cứ để nguyên đấy cho anh. Ôi trời, ướt hết rồi. Đây, rất nhẹ nhàng mà dãy ghê quá. Em vàng. Đây, quá đẹp luôn em này luôn các bạn. Hai vảy. Đây, em vảy rồng. Em này màu nó cảm giác nó rất là sắc nét luôn các bạn, nét căng luôn. Nhìn đường vảy ở lưng thì sắc nét luôn, quá đẹp luôn. Được rồi, thành kim. Đây lại một em này nữa. Đấy, hai hàng vảy đều răm tắp hai bên, nghiêng nghiêng là có ở màu ánh đồng. Đấy, thẳng màu như màu cà phê, Benigoy, đỏ chót ánh kim luôn các bạn. Benigoy quá đẹp luôn. Bật luôn cái bên phải của anh nhé. Chấm vào giữa đầu. Em nào? Còn em nào nữa nào? Đồng ánh kim. Đấy, lô này rất nhiều hàng chất lượng đấy các bạn. Lâu lâu không lên, lên hàng chất chất tí. Em này đẹp nhỉ, vàng đẹp nhỉ.
Nhìn cái màu nó vảy rồng đẹp thế. Đuôi lại hơi bướm tí nữa. Vàng kiểu nghĩa bằng vàng vàng nghệ. Con này nhìn cũng nổi vẫn bật chậu luôn đấy. Cái vảy lưng của nó rất là đều, tăm tắp và sắc nét. Màu cà phê đây. Anh Kim. Có mẹ bé vảy rồng lô này rất là nhiều luôn. Bướm. Trà gòi. Đấy, trà gòi dẫn đàn đây. Trà gòi đợt này quá nhiều trà gòi rồi. Siro đây. Đấy. Lô này lên các màu luôn. Ôi giời, con này màu rất là hay luôn. Trà gòi. Đấy, màu rất đẹp đây các bạn. Rồi, sang chậu tiếp theo nè. Ui, ui, ui. Sang chậu này chất lượng này. Cho đẩy 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 cái xịt lên đây một tí. Rồi. Ôi, nhìn phát là thấy nó chất, chất ngất luôn. Ủa, đỉnh của đỉnh luôn. Hi Usuri. Đấy. Hàng chất như nước cất luôn. Đẹp không tí vết luôn. Rồi. Sao lại kiếm được một em kìa, nhảy ra ngoài kìa. Đúng là để mà hàng F1 mà kiếm được một em như này thì đúng là rất là hiếm đấy các bạn. Đẹp như này. Đấy. Không khác gì hàng nhập luôn nhá. Quá chất lượng. Rồi một em Siro đồ rồi, vô cực. Đây, đấy, em vừa nãy với em này đúng là một cặp song sinh. Một cặp là quá đỉnh luôn. Ôi. Đấy một em xô qua vừa nãy đâu rồi. Đây một em xô, đây là em xô qua này. Đấy, em xô qua cái màu đen là nó chưa lên hết rồi nha các bạn nha. Thì em này cũng rất là chất lượng đấy. Cực chất luôn. Benigoy. Đấy, một em Benigoy đỏ cả vây cả đuôi luôn. Size này chắc size khoảng gần 40, 38 gì đấy. Đấy. Đấy, lại em này thuộc này là thuộc khoảng dòng này. Trà gòi vàng. Đấy, màu nó kiểu màu xanh nõn chuối cơ chứ không phải màu vàng các bạn. Đấy, tông màu xanh là tông của trà gòi. Ủa, con bướm này. Lại không nhìn thấy con bướm này, đuôi. Úi giời, úi giời. Kinh, xòe, kinh không? Hàng soft body. Đuôi, xòe. Chót. Đây. Đây. Đầu sạch. Ôi, chậu này được hai em kia quá đỉnh rồi. Các bạn từ hồi mình bán cá tìm được hai em như thế là hơi hiếm. Rộ thêm cái chậu này vẫn ấm này. Sờ vừa múc này vừa sờ tay vào hai nhiệt độ ở chậu với ở cái xô đấy nó giống nhau thì được. Rồi, chậu tiếp theo. Lô này size đều nhau hết nhỉ. Đây. Chậu này nước rất ấm ấy. Hàng độc đấy các bạn. Đây là độc nhãn này. Trắng tinh trắng muốt không một chấm nào luôn này, có một chấm vàng giữa đầu, một tí ở môi. Ấy. Giữa cần giữa luôn, trắng nha, trắng tinh trắng muốt luôn nha các bạn, không một tí vết nào. Đấy. Thì đấy,
gọi là độc nó ở chỗ đấy. Em này tròn nhưng mà hơi lệch một tí. Đấy. Ôi. Cua cu. Cua cu vắt thêm một bên này một phát chỗ đuôi nữa thì con này quá đỉnh luôn. Đây, AK một số 3 đỉnh của đỉnh luôn. Chuẩn đét luôn. Đấy, chuẩn AK mát số 3 luôn. Có một con nhảy ra kìa. Đây. Đấy, nó lại cái màu rất là củ chuối ấy. Đây, câu hoa cu. Người sau trắng tinh. Đấy. Đúng rồi, từ vai đến đầu đỏ chót như quả nhót. Đầu người trắng tinh trong muốt. Rồi, tiếp theo. Trắng vàng à, tìm hàng độc cơ. Đây, một em bướm này, siro bướm vảy rồng các bạn. Bướm vảy rồng siro. Đấy. Đã siro là bướm luôn nha, rất hiếm luôn. Em một em trắng, anh kim. Hôm nay như có duy nhất một em đen. Duy nhất luôn. Đây, vảy rồng. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Rất là sáng luôn cái vảy của nó. Nhìn quá sáng luôn. Hai bên đều đang tắt. Ui, kiểu cần đạn bắn. Siro. Siro bướm. Vảy, vảy nó đều là vảy to rất các bạn. Có làm nhỏ thì em vào cái chậu này em rồi. To thì nhất ra. Ừ, cho riêng ra đi. Cho to ra ngoài, bé ở trong. Tiếp theo nè. Siro. Đấy, nó không thể đẹp bằng em lúc nãy được. Đấy, các bạn nhìn em lúc nãy thì không được chê được rồi. À, đây có một em bướm trắng. Trắng, bướm trắng. Đấy, một cánh bướm trắng. Trắng tinh trắng muốt luôn. Vảy rồng. Quá trắng luôn, hàng shop body. Quá đẹp. Ôi. Sờ mà nó kiểu ra trơn ấy, sờ rất là thích. Trơn trơn tay. Cua cu. Nhặt nhanh tay nhá, nhặt số qua. Chọn lựa kỹ đâu. Thấy nó nhỏ thì rớt ra. Càng về sau càng hết hàng độc rồi. Kiểu màu cà phê. Mấy chậu này nước vẫn ấm này. Phú ra làm tô nước vào đây Phú. Trắng này, đầu sạch bóng này. Vảy rồng. Nhìn đường vảy. Là ngắm cá, ngắm vảy cá lên nhìn như những cánh hoa các bạn. Rất đẹp luôn. Đây. Hai bên thả bể kính này, hai bên này như hai là giáp. Đấy. Rồi, trà gòi nhiều. Ôi, em này ra trơn. Cua cu đu với su. Nhận thín. Ôi. À, ok, giờ mình sẽ tập trung để nhặt cá và thả cá vào bể các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ quay cả bể cho các bạn xem.
Thì bạn ơi, mình đã thả xong rồi. Vậy 6 bao mà trời nó lạnh, động vào nước cũng kinh phết đấy. Vài bữa nữa mà lạnh nữa thì kinh hơn. Đấy, lô cá bé đây các bạn. Đấy, lại rất nhiều luôn các bạn. Cái lô bé bé hôm trước đây, còn có tí tẹo thôi. Đấy là mình nhặt riêng những cái size từ độ 25 quay đầu. Đấy, còn 25 trở lên thì sang bên ngoài này. Đấy, kín bể luôn, rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn các bạn. Thấy rác này mà không ai nhặt. Rất nhiều luôn. Đấy các bạn, thì cá bên mình thì mình vẫn từ trước nay, đấy, từ bao nhiêu năm nay bán thì vẫn là theo size. Nên các bạn nào có thắc mắc gì thì vẫn bên cửa hàng mình là như vậy nhé các bạn nhé. Thế là mình vẫn báo giá theo size, chiều dài con cá. Thế là size tầm 15 là 30.000 một con. Size khoảng 20 là 50.000. Size 25 là 100. Còn size 30 là 200.000 một con. Đấy là giá bên mình bán theo con. Còn hàng mà to ra mà trên 1 cân một con trở lên thì bên mình sẽ bán theo cân, 500 một cân, giá công khai. Đấy, bạn nào đến đây thì cũng như vậy thôi. Mình báo giá là giá tại cửa hàng. Đấy, bây giờ size 30. Size 30 đến size 15 đến size 20 là giá 30.000, 40.000, 50.000 một con. Tức là size 15 sẽ là 30.000, size 17, 18 là 40.000, size 20 là 50.000. Đấy, để cho các bạn rõ. Đấy, size đấy khoảng size 20 đấy. 19, 20. Cái này khoảng size 22, 23. Đấy. Cái này là khoảng size 25, 26, 27. Đấy, size 25 to thế thì là 100 một con. Đấy, size 30. Size này khoảng 15, 17. Đấy, 30.000. Đấy, trong đấy thì một số coi bướm thì gọi là đắt hơn một chút, không đắt hơn nhiều. Đấy, còn hàng như 10.000, 20.000 đấy vẫn còn ít này các bạn nhé. Đấy, còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Đấy, bể này vẫn còn đây. Đấy thì vẫn như thường lệ thì bên mình cũng có bắt ra những em hàng chất lượng để quay lại cho các bạn xem, thì các bạn có thể chọn đánh dấu dễ dàng với các bạn ở xa không đến tận nơi mua được. Đấy, với những bạn nào mà mua hàng nhanh, cần chốt nhanh thì các bạn chụp ảnh để báo lại Zalo, Facebook để chốt nhanh, bởi vì là cá bên mình các bạn đã theo dõi các bạn biết rồi. Đấy, bán rất là nhanh. Thật nhất là những em độc lạ thì hầu như là chỉ đăng lên trong mấy nốt nhạc thôi là coi như là đi. Đấy, để cho các bạn hiểu rõ cái vấn đề mua bán ở bên mình. Còn những bạn nào mua bán quen rồi thì cũng không cần nói nhiều, nhưng mình vẫn nói để cho các bạn nào mới hoặc là chưa giao dịch với bên mình. Đấy, thì bên mình hiện tại 4-5 cửa hàng rồi chứ không phải là một cửa hàng, nên là các bạn về độ uy tín chất lượng như nào thì các bạn biết. Còn đâu là để giải thích thì rất là khó. Đấy, về cá thì chi tiết từng con thì trong video mình cũng đã chi tiết rồi. Đấy, trong khi đó thì mình cũng quay đấy cả chậu này, các bạn chụp ảnh cả chậu các bạn có thể đánh dấu lại thoải mái. Còn đấy là da trơn thải rồng trắng tinh. Đấy, trắng đầu vàng giữa đầu luôn, cân đối luôn. Con này đầu không biết đầu hình chứ gì, hình quân xịt rất là trông rất là ngáo. Bướm trắng sô qua vảy rồng
số 3 vải rồng, màu rất là chất luôn. Đấy. Bướm cô. Anh kim luôn. Cô bướm. Gọi là cô bướm. Nhìn con đấy màu kinh. Nét, nét nét luôn. Nét. Nét khét lẹt. Đây. Đấy, đầu bao trưởng đây. Người anh kim. Sàn kê bướm. Đấy, video này nửa tiếng rồi, khá là dài. Các bạn nào mà đang cần săn tìm thì các bạn để quay thêm nhá, xem chi tiết kỹ hơn để mình quay để làm sao cho nó kỹ nhất, đo size luôn xem size bao nhiêu. Đấy, gọi là những em xuất sắc. Size khoảng 35, 33, 34 gì đấy. Để cho chỗ vuông thì nó dễ, khoảng đấy 34-35 khoảng đấy thôi. À, con kia thì 33, bướm thì nó dài rồi, bướm phải 37. Tóm lại là hàng các bạn ra đây tự khẳng định nhá. Quá độc luôn. Con siro vây nó đen nổi rất là đẹp luôn. Hy vọng là càng ngày sẽ hàng này sẽ càng được sản xuất nhiều. Ok, mình kết thúc video thôi các bạn. Các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nhá. Ok, bye bye. Đấy, giờ mình sẽ thả nốt cá vào bè thôi. Kết thúc cho anh em nghỉ ngơi buổi tối thôi các bạn. Cũng muộn lắm rồi. Ok, bye bye các bạn.